Tô Đại và Thủ tướng có bắt tay mở đường để bóng ma thế lực Ba Dũng quay lại hay không? Người Việt Nam có câu không có lửa, làm sao có khói. Nhưng trong chính trị, điều đó đôi khi không chính xác. Vào ngày 29 tháng 3, trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt dậy sóng với tin ông Nguyễn Bảo, chồng bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Việt Kép, vừa có đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị sau 13 năm gắn bó và không còn sở hữu cổ phần chứng khoán tại Việt Kép. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang. Theo đó, ông Nguyễn Bảo Hoàng, tức Henry Nguyễn, là con rể của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã thất bại trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ 12, đó là tháng 1 năm 2016, trước đối thủ Nguyễn Phú Trọng. Chính trị cung đình Việt Nam đang rất rối ren với sự trỗi dậy của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong kế hoạch đảo chính không tiếng súng để hạ bệ Tổng Trọng và giành quyền thống lĩnh chính trường. Do vậy, thông tin ông Nguyễn Bảo Hoàng, con rể ông Ba Dũng xin từ chức đã khiến một số người lưu tâm, thậm chí trước đó đã có những ý kiến e ngại cho tương lai chính trị của hai người con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn. Thực tế, việc ông Nguyễn Bảo Hoàng từ nhiệm là điều bình thường trong các doanh nghiệp cổ phần. Hơn nữa, bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Ba Dũng và là vợ ông Bảo Hoàng vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Việt Kép, để thấy không có gì là đáng lo ngại. Theo giới chuyên gia, các tin tức được cho là bất thường là chủ ý của các phe cánh chính trị trong nội bộ đảng, không nằm ngoài mục đích rung trà cá nhảy, thăm dò dư luận và thử phản ứng của đối thủ trước khi ra đòn. Những tin tức về con trai, con rể của gia đình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng không ngoài mục đích đó. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin Thủ tướng Phạm Minh Chính về thăm tỉnh Kiên Giang, quê hương của ông Ba Dũng. Việt Nam Thông tấn xã vào ngày 30 tháng 3 đưa tin Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang. Bản tin cho hay, chiều ngày 30 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc. Theo giới quan sát, kể từ đại hội lần thứ 12, sau khi ông Ba Dũng thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực với ông Trọng và về làm người tử tế, thì ông Ba Dũng trở nên kín tiếng và ít xuất hiện công khai. Có tin tức cho rằng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đã đạt được những thỏa thuận nhất định để đảm bảo an toàn cho cá nhân ông cũng như gia đình, mà sự thăng tiến của Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết là một minh chứng cho thấy. Thời gian gần đây có một số hình ảnh do truyền thông nhà nước loan tải cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm tay một cách khác thường. Điều này làm dấy lên đồn đoán cho rằng ông Trọng muốn ông Chính ở vị trí cánh tay phải thay cho Vương Đình Huệ. Đây là chi tiết không thể bỏ qua. Xin nhắc lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng là một tay chân thân tín của Ba Dũng do Ba Dũng xây dựng nền. Nhờ sự bố trí của Ba Dũng, bóng Phạm Minh Chính trở thành Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và có mối quan hệ tốt với Trung Quốc để có được vị trí như ngày hôm nay. Trong khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vốn là cựu thư ký của Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Hưởng, một đệ tử thân cận của ông Ba Dũng. Được biết đến nay, Tô Lâm vẫn còn nặng ân nghĩa với tướng Hưởng, một nạn nhân của Tổng Trọng. Những điều vừa kể trên có liên quan gì đến câu hỏi liệu có phải bóng ma thế lực bẫy đang quay trở lại hay không? Việc ông Ba Dũng chưa từ bỏ ý định quay lại chính trường là điều chắc chắn, theo giới thạo tin. Sau đại hội lần thứ 12, khi ngồi cùng nhóm sĩ quan quân khu 9, ông Dũng từng tuyên bố nếu có vấn đề gì thì tao sẽ quay lại. Thủ tướng Phạm Minh Chính, một nhân vật thân cận của Nguyễn Tấn Dũng. Trong bài viết Bóng ma 3X của ngày hôm nay và những con đĩ chính trị ăn theo của tác giả Dương Vũ, một cây bút chống Ba Dũng đã thừa nhận như sau. Cho dù Ba X đã rời khỏi Nhà Trắng, nhưng bóng ma quyền lực mà Ba X để lại vẫn hiện hữu khắp đất nước này, và Ba X chưa hề có ý định dừng chân giang hồ. Sau đại hội lần thứ 12, mặc dù người ta nhận thấy một thằng ba ra nhưng có đến ba thằng ba vào, đó là việc Ba X rời đi. Nhưng Ba X đã bố trí để có hẳn 3 đệ tử lọt vào Bộ Chính trị, gồm Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình và Đinh La Thăng. Vẫn theo tác giả, xin gửi đến những gì mà nguồn thông tin cho biết được để hiểu thêm những gì Ba X để lại
còn lâu mới giải quyết được. Việc những đồng sự của Ba Dũng vẫn còn nắm những vị trí quan trọng cho bộ máy đảng và nhà nước hiện nay như Tô Lâm, Phạm Minh Chính, nếu Tổng Trọng quyết tâm đốt sạch những cây củi này để bứng cái gốc bẫy thì rất có thể chiếc bình cộng sản mà Trọng đang nắm sẽ vỡ toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại và Thủ tướng có bắt tay nhau để mở đường cho bóng ma thế lực bẫy quay trở lại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Võ Văn Thưởng có sạch hay không? Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng mất chức đã trở thành chủ tịch nước của Việt Nam có thời gian tại vị ngắn ngủi nhất, vẹn vẹn chỉ có hơn một năm. Ông Võ Văn Thưởng lâu nay vẫn được đánh giá là người thân cận với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân vật quyền lực hàng đầu của Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Trước đó, theo giới phân tích, cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được đánh giá là một chính khách trẻ, có lý luận và có vai trò nổi bật trên chính trường tại Việt Nam hiện nay. Sự thăng tiến của ông Võ Văn Thưởng trong tương lai sẽ có khả năng tiến rất xa. Nhưng cuối cùng, ông đã gặp phải sự cố bất ngờ. Cựu chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng. Việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp trục trặc trong hoạn lộ và bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội khóa 15 thông qua nghị quyết miễn nhiệm tất cả các chức vụ. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Thưởng sẽ phải từ bỏ các chức vụ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Theo giới quan sát, điều đó đã cho thấy chính trường Việt Nam đang có các biểu hiện hết sức bất thường, rất đáng lo ngại. Khi đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới diễn ra được có hơn 3 năm đã có 2 lần thay đổi nhân sự cho chiếc ghế chủ tịch nước, là một trong 4 chiếc ghế quyền lực cao nhất ở hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, gốc gác của Võ Văn Thưởng cho đến nay được đánh giá vẫn là một điều hết sức bí ẩn. Cũng tương tự như gốc gác của ông Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là lý do tại sao câu hỏi Võ Văn Thưởng là con ai hay cha mẹ Võ Văn Thưởng là ai? Cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Ông Võ Văn Thưởng sinh ra tại Hải Dương, miền Bắc Việt Nam, nhưng quê cha ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đáng chú ý, ông Thưởng đi lên từ cán bộ đoàn, không mấy nổi bật, nhưng lại thăng tiến thì rất nhanh. Vào thời làm cán bộ đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Thưởng đã được ông Võ Văn Kiệt nhận làm người đỡ đầu. Điều kỳ lạ là Võ Văn Thưởng được cả hai nhân vật vốn là đối thủ chính trị chẳng ưa gì nhau, đó là Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang đồng lòng ủng hộ. Dựa trên quá trình thăng tiến mau chóng của ông Võ Văn Thưởng, có thể thấy Võ Văn Thưởng cũng thuộc diện con ông cháu cha như các nhân vật hạt giống đỏ khác của Cộng sản Việt Nam. Từ năm 2004, khi 34 tuổi, ông Võ Văn Thưởng đã làm bí thư quận ủy quận 12, Sài Gòn, và từ tháng Giêng năm 2007, khi ông Thưởng mới 37 tuổi, đã làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Rồi đến tháng 8 năm 2021, khi tuổi mới 41, ông Võ Văn Thưởng đã trở thành Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Mối quan hệ đáng ngờ giữa bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải và Võ Văn Thưởng. Chuyện ông Võ Văn Thưởng lâu nay được đánh giá là một nhân vật khá trong sạch do chưa có các bê bối liên quan đến tiền bạc là điều có thật. Tuy nhiên, cho đến nay, những cáo buộc cho rằng trong thời gian làm Bí thư Quảng Ngãi, tức là khi nhận chức vụ cao nhất đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của mình, ông Võ Văn Thưởng đã dính đến tham nhũng rất lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng khi đó. Liên quan đến việc vào năm 2012, thời ông Võ Văn Thưởng làm bí thư Quảng Ngãi, từ 2011 cho đến năm 2014, tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu đã trúng thầu một dự án thuộc tuyến đường bờ nam sông Trà Khúc dài 9 km, có vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng. Mới đây, Bộ Công an đã gián tiếp cáo buộc Võ Văn Thưởng trong thời gian giữ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua người thân là ông Đặng Trung Hoành, Bí thư Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông Võ Văn Thưởng
đã nhận 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn, được cho là để ông Thưởng xây nhà thờ tổ. Theo giới quan sát, ông Võ Văn Thưởng có một mối quan hệ đặc biệt trên mức bình thường với ông Lê Thanh Hải, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu chủ tịch, cựu bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn trước đây. Ông Lê Thanh Hải được mệnh danh là sâu chúa trong một chùm tham nhũng, là người chống lưng cho bà Trương Mỹ Lan, hiện nay đang hầu tòa với cáo buộc tham nhũng rất nghiêm trọng. Ông Võ Văn Thưởng từ tháng 4 năm 2014 với sự vận động của bí thư Lê Thanh Hải đã giữ chức phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Sài Gòn. Khi đó Lê Thanh Hải hy vọng rằng sau đại hội đảng lần thứ 12, tức là tháng 2 năm 2016, ông Võ Văn Thưởng sẽ nắm chức ủy viên Bộ Chính trị kiêm bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn. Đồng thời, ông Võ Văn Thưởng cũng có vai trò không nhỏ trong việc giải cứu cho Lê Thanh Hải thoát án truy tố với những sai phạm hết sức nghiêm trọng, nhất là trong vụ tham nhũng liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhờ ông Võ Văn Thưởng mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu chủ tịch Quốc hội, cùng cho rằng chỉ nên xử lý kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với hai ông này. Với lý do cần cân nhắc cả quá trình công tác, sự cống hiến, đóng góp của ông Lê Thanh Hải đối với Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng, ông Lê Thanh Hải chỉ bị kỷ luật cách chức nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn một nhiệm kỳ 2010-2015. Những điều vừa kể trên cho thấy, trong quá khứ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có mối quan hệ chằng chịt với nhóm lợi ích Sài Gòn của Lê Thanh Hải, kể cả với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan. Qua đó có thể thấy, ông Võ Văn Thưởng không hề sạch như nhiều người vẫn lầm tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Võ Văn Thưởng có sạch hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.